đô Hành trình liễu sinh thoát tử. Hồ niệm người lâm chung. Pháp chuyển di tâm thức vô o. A, lợi ích lớn lao của pháp thực hành chuyển di tâm thức theo nguyên thủy Phật giáo để thành Phật giác ngộ phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp. Theo đại thừa thì mất một đại kiếp còn theo kim cương thừa với những phương tiện thiện xảo, những hành giả có đủ căn cơ có thể chứng đạt giác ngộ hoàn toàn chỉ trong một đời, một vài năm hay thậm chí một ngày. Đặc biệt trong đó, Pháp tu Pô Hoa, chuyển di tâm thức, được biết đến như một phương tiện giải thoát tức thì là Pháp tu cốt yếu của các hành giả kim cương thừa những hành giả với tâm trí thành thanh tịnh và mạnh mẽ có thể thành tựu pháp đạt giải thoát trong vòng vài ngày và trong trường hợp những hành giả thượng thừa chỉ trong khoảng thời gian một hay hai ngày các hành giả biết tinh tấn trì giữ thực hành pháp này cũng có thể tự hộ niệm giải thoát khi cái chết xảy đến hơn thế nữa đây là phương tiện thù thắng để hành giả có thể giúp đỡ và hộ niệm giải thoát những người đang trong tiến trình chết. Về phương pháp, Poa là một pháp tu thù thắng nhằm chuyển di tâm thức của người chết tức thời vãng sinh về cõi Tịnh độ của chư Phật. Trong đó, phổ biến nhất là cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Điểm căn bản trong pháp tu Poa là bạn cần chuyển di tâm thức của mình hợp nhất với trí tuệ toàn giác của Đức Phật A-di-đà, cũng có nghĩa là chuyển hóa tâm thức nhiễm ô thành trí tuệ giác ngộ. Đặc biệt pháp tu này rất phù hợp với những hành giả chưa đủ điều kiện thuận duyên để thực hành Phật Pháp một cách tinh tấn, miên mật trong cuộc sống hiện tại. Ngay cả khi bạn không thực sự biết nhiều về Pháp tính Diệu Minh hay Phật tính, Poa chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được giác ngộ hay tái sinh vào cảnh giới cao hơn tất nhiên việc đó tùy thuộc vào loại poa nào bạn thực hành tùy theo khả năng cũng như tính cách của bạn và đặc biệt là sự tích lũy kinh nghiệm thực hành của bạn mà sự chuyển di tâm thức sẽ đạt được kết quả tương ứng pháp tu poa không chỉ là phép chuyển di tâm thức dành cho người đang trong tiến trình chết mà nó cũng chính là một pháp thực hành quan trọng cho người đang sống pháp này giúp hành giả thành tựu giác ngộ một cách nhanh chóng mà không phải tốn quá nhiều công phu tu tập b động cơ thực hành poa cũng như tất cả các pháp thực hành trong kim cương thừa nói riêng và trong phật giáo nói chung động cơ tu tập bao giờ cũng là điểm quan trọng đầu tiên mà hành giả phải hết sức lưu ý động cơ nhỏ hẹp ích kỷ sẽ mang đến kết quả nhỏ bé động cơ rộng lớn vị tha sẽ mang lại kết quả thù thắng bởi vậy để bắt đầu thực hành poa bạn cần phát tâm bồ đề rộng lớn cầu nguyện thành tựu pháp tu này vì sự lợi ích của hết thảy chúng sinh bởi thế bạn cần phải suy nghĩ thấu đáo về sự thực hành kim cương thừa cần nhất tâm tỉnh thức tập trung thiền định và phát khởi lòng từ bi đây là những thực hành căn bản của kim cương thừa c phân loại poa poa tác động vào tâm thức bằng cách thực hiện chuyển di tâm thức tới pháp thân báo thân và hóa thân tương ứng theo đó chúng ta có ba loại poa pháp thân poa báo thân và poa hóa thân bạn có thể chuyển di tâm thức tới ba cấp độ nói trên và việc chuyển tới cấp độ nào hoàn toàn tùy thuộc năng lực, trình độ tu chứng của bạn. Boa Pháp Thân Ở mức độ các hành giả thượng thừa, các ngài đã tận trừ mọi nghi hoặc và đạt được chứng ngộ hoàn toàn về tự tính tâm. Do đã thành tựu năng lực chứng ngộ cao cấp nhất, các ngài thậm chí không cần trải qua ba đô mà có thể chuyển di tâm thức tới pháp thân và lập tức thành tựu Phật quả kim cương trì. Đối với các ngài, sự chuyển di tâm thức hay poa đã nhậm vận tự nhiên, thậm chí cũng không cần nhờ đến việc thực hành poa. Poa báo thân. Một hành giả tinh tấn với tín tâm chí thành có thể trải qua báo thân được gọi là poa báo thân. Nghĩa là làm quen với tự tính tâm thông qua thực hành thiền định, quán tưởng, đặc biệt là quán tưởng hòa tan bất nhị với tính không và sau đó là thể nhập pháp tính diệu minh thường trụ. Poa có thể giúp họ chuyển di tâm thức thể nhập báo thân, tái sinh trong sắc tướng thanh tịnh nơi cõi tịnh độ báo thân của Đức Phật A Di Đà, Đức Liên Hoa Sinh hay Đức Quan Âm. Pua hóa thân ở cấp độ thấp hơn là những hành giả có thể thực hành poa hóa thân, tái sinh trong hình tướng hóa thân là hình tướng mà bạn có thể thực hành Phật pháp một cách dễ dàng không chướng ngại và đồng thời thực hành hạnh từ bi để giúp đỡ chúng sinh. Tất cả những bậc tái sinh tuân cu đều như vậy. Thông qua thực hành poa họ chủ động tái sinh trong hình tướng có thể đem lại lợi lạc nhất cho những chúng sinh, các học trò và những ai khát khao giải thoát. Thành tựu Bồ-a pháp thân, báo thân hay hóa thân phụ thuộc hoàn toàn vào sự tinh cần và hiểu biết của hành giả. Ở đây, khái niệm hành giả muốn đề cập đến phần thức chứ không phải phần thân, bởi trong trạng thái trung ấm cái gọi là thân của chúng sinh sẽ không còn mà chỉ còn thần thức. D. Tự thân thực hành POA Để thực hành, trước tiên hành giả phải được thụ nhận quán đỉnh, hoặc là quán đỉnh bản tôn Phật mẫu, hoặc là bản tôn quan âm. Khi thực hành, hành giả quán tưởng bản thân là bản tôn kim cương hợi Phật mẫu và bậc thượng sư trong pháp tướng Đức Kim Cương Tổng Trị hoặc có thể quán tự thân là bản tôn Quan Âm và quán tưởng Kim Cương Thượng Sư an tọa trên đỉnh đầu là Đức Phật A Di Đà. Quan trọng hơn cả, khi thực hành tu tập phương pháp này để đạt được thành tựu, hành giả cần trưởng dưỡng tâm trí thành chân chính, trí tuệ hiểu biết sâu sắc về bản chất của Kim Cương Thượng Sư là đại diện cho phẩm tính giác ngộ hay chân lý vũ trụ. E các bước thực hành chính. Đầu tiên, hành giả phát khởi tâm trí thành hướng đến căn bản thượng sư và phát bồ đề tâm thực hành poa vì lợi ích chúng sinh. Từ trong tính không, hành giả quán tự thân là đức quan âm, trên đỉnh đầu là thượng sư bất khả phân với đức Phật A Di Đà. Với lòng chí thành tri ân vô bờ hướng đến thượng sư, tụng bài tứ quy y để chứng minh lòng chí thành của hành giả đức thượng sư a di đà hòa tan thành ánh sáng nhập vào luân xa tim của đức quan âm thực hành hít thở ba hơi thở tịnh hóa để đón nhận năng lực gia trì của thượng sư và tam bảo vào thân đức quan âm thở ra quán tất cả chướng ngại yểu thọ bệnh tật trượt khí đi ra bên ngoài tan vào trong không trung đóng các khiếu hai cửa dưới rốn miệng hai mắt hai lỗ tai hai lỗ mũi bằng chữ chủng tử hung sắc xanh dương hành giả quán tưởng tự thân là đức quan âm tứ thủ với kinh mạch trung ương sắc trắng trong kinh mạch trung ương tại luân sa tim là hoa sen và đĩa mặt trăng trên đĩa mặt trăng là giọt minh điểm trắng hoặc chủng tử hung sắc trắng với lòng chí thành tuyệt đối hướng đến thượng sư hành giả quán tưởng phía trên đỉnh đầu mình là đức phật a di đà bất khả phân với kim cương thượng sư với kinh mạch trung ương sắc đỏ trong kinh mạch trung ương là hoa sen và đĩa mặt trăng tại luân sa tim trên mặt trăng là giọt minh điểm đỏ hoặc chủng tử ri sắc đỏ tụng to âm hít quán tưởng giọt trắng tại tim đức quan âm di chuyển vọt lên luân xa tim và hòa tan vào giọt minh điểm đỏ của đức phật a di đà an trụ trong tự tính tâm hợp nhất với tâm của đức phật a di đà một lúc lưu ý rằng khi đã thành tựu pháp thay vì âm hít hành giả sẽ tụng pet tụng âm ca một hơi giọt minh điểm trắng rơi trở xuống luân xa tim đức quán âm an trú trong sự vô niệm an lạc và trong sáng. Hành giả cần thực hành 100 lần bước tụng hít và ca này trong một thời khóa, sau đó quán hòa tan và an trụ trong đại thủ ấn một lúc. Vào thời cuối cùng trong ngày, hành giả không quán hòa tan Đức Phật A-di-đà mà quán tưởng Đức Phật A-di-đà chuyển thành Đức Phật Trường Thọ, hành giả cần thực hành pháp tu Phật vô lượng thọ để có được sức khỏe trường thọ. Tri tụng tâm chân ngôn trường thọ 25 lần và quán tưởng nơi bình cam lộ của Đức trường thọ bàn gia trì xuống đỉnh đầu của Đức quan âm. Thấm nhuần toàn thân của Đức quan âm, đồng thời tin tưởng tuyệt đối rằng mình đã đón nhận sự gia trì sức khỏe và trường thọ. Sau đó, quán hòa tan trong đại thủ ấn

当。